ở đó vừa nước nè, nguyên chất thì thấy nó nổi cái bột lên nè, tí nó chảy thì hơi lỏng hơn so với cái cà phê truyền thống của người ta trộn, nó nổi lên nè, cái bột cà phê nó nở ra nó sẽ nổi lên, đó là nguyên chất. Còn này là pha máy, đây là hạt cà phê, có thành phần Arabica, thành phần cà phê Arabica với lại Robusta Gia Lai. Thì không có thể thiếu được trà nha anh em. Đây có một cái bình trà khá là độc đáo luôn nha anh em. Đây, đây bình trà nhỏ. Cái bình trà này có vẻ như chới được có 2 ly thôi. Cái ly trà nó to ngang bình trà rồi. Đây kim một tỷ hỏ thổ gì đó đó, đại khái nó là như vậy đó. À đúng rồi. Còn này là cái gì tử sa gì đó mà mình cũng không rành đâu, mình chỉ biết chế trà thôi. Để ép nè. Còn cái này là hạt để ép đây. Anh em có muốn trải nghiệm một cà phê nguyên chất thì anh em có thể liên hệ số điện thoại tôi sẽ để trên màn hình cho anh em để anh em đặt hàng nha anh em. Nay là ship hàng toàn quốc luôn nha anh em. Vô tham quan máy xay nha anh em. Đây. Đây là cà phê này. Đấy. Đây, hàng cà phê rất là đều nha anh em. Đấy. Anh em nào chuyên giờ cà phê thì sẽ biết chỗ nãy nha anh em. Cái góc quay này nó ra lòng. Đây. Lấy cà phê trong này đó. Đó. Đổ vào một cái phiếu này. Cái phiếu này nó sẽ đưa vô trong cái này đúng không? Đưa vô trong trong cái máy này. Đưa vào lòng này. Đó, trong này nó sẽ có nhiệt độ ảnh thức nó ra. Cái này là đưa ra đây là trộn chuẩn bị ra rồi phải không? Cái này là chuẩn bị ra để xay. Rồi này là ra chuẩn bị ra để xay rồi. Đây là cái máy xay cà phê đây anh em. Đó. Máy rang cà phê. Đây là máy rang cà phê chứ đúng không? Rang bình ga. Đó, rang bình ga. Này là rang bình ga nha anh em. Đây là lò rang này nó chạy ra. Lò ga cháy rồi. Đây nhiệt độ này. À, đây ga này. Cháy. Đây là nó báo nhiệt độ. Đây là 055 là sao? Có nghĩa là 55 độ. À 55 độ tới khoảng trên 100 độ tới 150 độ là nó chín. À 150 độ là nó chín. Mình canh lửa, mình canh sao mà nó đều lửa nó khoảng 150 trở lại đó. Không có hơi nó đều. Cơ bản là canh lửa. Quan trọng. Cái quan trọng nhất là mình canh lửa đó không? Nó nóng lên giờ lò thì sao nó nóng xả lửa. Còn cái này nó xong rồi. Đây là xem nó ra đúng không? Nó tự ra hay là mình dỡ cho ra lên khi nó chín là đại hồ qua đây có rồi nó chín nó đổi màu như này. À nó đổi màu như này rồi là cái cầu mình đó dỡ này lên cho dỡ nó ra. Là nó tự chạy ra rồi cái bọt cái này quạt nó hút ra là làm lạnh nhanh. À đây chỗ này cũng là cái nút nút là để thông một hồn. Nhưng mà mình ra quen là mình nghe mùi là mình biết là rồi nghe nó đổ là mình biết là đưa rút ra là tự nhiên cũng mất đó nguyên chất 100% luôn giờ xong rồi để nguội là bỏ vô cái máy xay nha. Đây anh em muốn thưởng thức cà phê nguyên chất không quá chất và không có trộn đậu nành bắp hay là cái như là quá chất đồ gì ấy, thì như anh em có thể đặt hàng để lại số điện thoại hoặc địa chỉ á anh em, hoặc là gọi vô số điện thoại á, cái số điện thoại mình để trên màn hình á anh em, rồi anh em ấy thôi, đặt hàng thôi, giao hàng toàn quốc luôn. Đây. Qua bên đây là công đoạn rang ra anh em, công đoạn xay, rang xong bây giờ xay, xay xong rồi đóng bịch, xay xong đóng bịch, đây này, xay luôn, đó. Ủa nó thơm cực kỳ luôn á. Đó để xây xong rồi tôi lấy nắp tôi ra tôi chế ra ngoài. Và cái đây là đã đóng gói rồi nha nè. Đây là sau khi đóng gói nè. Đóng gói nè. Ở trong này nó có thành phần này nè. Thành phần chính là đây.
phần chính là coi như Robusta và Arabica đó, phần chính hai loại đó, không có đậu nành hay là bắp đồ gì hết nha nè. Đây là cái máy chích này nè, máy chích đóng gói. Đây là sơ sơ đã đóng gói đây. Sao? Đây là hộp này, hộp à, đây là hộp đó. Hả? Đó. Đây. Đây, hộp ấy. Nó phải lựa vậy nè đó. Nó phải bắn màu đẹp. Chắc. Đó. Màu là nó đẹp như thế này nè anh em. Rồi ra chút nữa nó nở bù lên. Đây là không có lộn màu này màu kia đâu nha anh em. Đây là cà phê lửa. Ra anh em có thể nhìn thấy cái quang cảnh này. Đó là quán rộng tiếp bên kia kìa nè. Mấy cái lông này là làm theo kiểu truyền thống á nè, kiểu đậm chất miền quê. Đây, ở đây có quán này. Đây một dòng đồ gốm sứ nhìn thấy có vẻ hấp dẫn anh em. Mình sẽ dẫn anh em đi một vòng. Ở đây là khu vực này là khu vực chế cà phê của quán đây. Mình sẽ dẫn anh em đi một vòng ở ngoài này. Đây là sân, một cái sân lan, cái trồng lan. Đây, còn nhà vệ sinh thì nằm ngoài kia. Cái này là cũng có một dãy ghế đây. Ở đây, đây nha anh em. Đây này, cà phê này, Gia Linh nha anh em. Cà phê sân vườn Gia Linh nha anh em tra Google Map thì cà phê sân vườn Gia Linh. Bên này cũng có dãy ghế nè. Đó. Đây có hòn non bộ. Cái này là cây vạn tế nha anh em. Vạn tế. Cây vạn tế mà mình chia sẻ cho anh em mái nó. Đây cũng phong thủy phết đây, có trà là nữa nè. Mía giò. Đây. Bên này thì có một cái bể cá. Bể cá. Và đây cũng có cá luôn nha anh em. Thấy cá bơi không? Không biết anh em có nhìn thấy cá bơi không nha. Quán khá là rộng luôn nha anh em. Anh em có thể lên đây để trải nghiệm. Trải nghiệm cảm giác uống cà phê. Hello anh em nha. Thì lên hôm nay lên thăm quán của bạn này. Thì cà phê do nhà tự sản xuất tự làm luôn á anh em, cho nên quay cho bạn chế cà phê. Đây, đây là những cái công đoạn đầu tiên nè anh em. Đây, cà phê. Đây là cà phê pha phin truyền thống rồi. Cà phê pha phin truyền thống. Đây. Ồ, phải chế bằng cái phin nhôm nó mới ngon. Mình chắc như này nha anh em. Đó. Đây mình quay luôn. Đây, đây là mấy pha cà phê này. Đây quán. Lát nữa mình sẽ review. Đây là mấy pha cà phê. Đây là mấy pha cà phê nguyên chất phải không? À, cà phê này là cái máy này là ép cà phê nguyên chất nha nè. Máy này nè. Thì máy này thì chắc anh em cũng sẽ lại gì mấy, tại vì máy này nó cũng ra lâu rồi. Cái cơ bản nhất đó là cái hạt cà phê đây này anh em. Cà phê đây này làm ra nó nguyên chất mà nó cà phê được tuyển chọn đó nè. Cho nên là nó ngon hay không là cái đó. Đây.
ở đó là vừa nước nè, nguyên chất thì thấy nó nổi cái bột lên nè, tí nó chảy thì hơi lỏng hơn so với cái cà phê truyền thống của người ta trộn, nó nổi lên nè, cái bột cà phê nó nở ra nó sẽ nổi lên, đó là nguyên chất. Còn này là pha máy, đây là hạt cà phê, thành phần Arabica, thành phần cà phê Arabica với lại Robusta Gia Lai. Đây đây nha anh em. Đơn giản như này là 30 giây. Rồi chế pha rất là nhanh. Còn 20 giây là có. Trong 20 giây này nó sẽ ra được cái cà phê là xong một ly cà phê. Đó, nó có foam đó. Đây là bạn mình đây, chủ quán đây. Rồi, xong rồi đúng không? Đây là cái cà phê nguyên chất này. Đây là thành phẩm đây anh em. Thành phẩm cà phê nguyên chất đây. Bây giờ bưng ra ngoài kia thưởng thức thôi anh em ơi. Cái đó là ra chờ đúng không? Đây. Rồi. Cà phê thì không có thể thiếu được trà nha anh em. Đây có một cái bình trà khá là độc đáo luôn nha anh em. Đây. Đây, bình trà nhỏ. Cái bình trà này có vẻ như chới được có 2 ly thôi. Cái ly trà nó to ngang bình trà rồi. Đây kim một tỷ hỏi phủ gì đó đó, đại khái nó là như vậy đó. À đúng rồi. Còn này là cái gì tử sa gì đó mình cũng tử không rành đâu, mình chỉ biết chế trà thôi. Đây. Đây là chủ quán này. Để cái cam mà nhìn này, để này đi. Chủ quán bên đây đứng ngồi luôn. Đây chờ tí nó nở cà phê rồi đã chạy. Ở đây mời cả nhà nha. Vừa đường rồi đúng không? Ở trong này là chưa có đường hả? Đây. Anh em, mời anh em nha, mời cả nhà nha. Có anh em nào đi Gia Lai thì nhớ ghé vô quán cà phê Sông Vườn Gia Linh nha anh em. Ghé vô thưởng thức một ly cà phê ở đây xem như nào nha anh em. Cũng bạn làm tại vì cà phê sạch trăm trăm á nè, còn anh là ấy để uống cà phê cho tỉnh táo này rồi rang sáng phải có ly cà phê tỉnh táo rồi đã rồi rang. Cái đây là cà phê nhà mình tự tuyển chọn mua về rồi hạt nó đều lắm, hạt đều rồi tự xay, tự nhà tự xay tự làm luôn hết á nè anh em. Muốn trải nghiệm mà cảm giác một ly cà phê nguyên chất Gia Lai Tây Nguyên thì coi như là anh em cứ ghé vô quán nha. Ở đây có ship hàng toàn quốc anh em. Anh em muốn trải nghiệm cảm giác cà phê ba đô, đặc sản cà phê hạt ba đô này anh em, thì anh em cũng có thể là liên hệ số điện thoại, tôi sẽ để số điện thoại của bạn ở trên màn hình luôn nha anh em. Coi ở trên màn hình luôn đó, chạy đó. Đó. Này là cà phê chắc đây chảy nè, nó loạn hơn bình thường nha anh em, thì nguyên chất đó. Này còn cái này là cà phê để hạt để ép nè, hạt còn cái cà này là hạt để ép đây. Anh em có muốn trải nghiệm một cà phê nguyên chất thì anh em có thể liên hệ số điện thoại tôi sẽ để trên màn hình cho anh em, để anh em đặt hàng nha anh em. Này là ship hàng toàn quốc luôn nha anh em. Đây. Còn cái này là gì ta? Này là gì? Cái này là để ép hồi nãy, còn cái này là để chơi phim. Cái bì này là để cà phê hạt, để chớ ép máy ép, chớ bằng máy, đúng không? Còn cái này là cà phê bột đã xay sẵn rồi, giờ để chế phim. Anh em có nhu cầu muốn
thưởng thức cà phê nguyên chất của Tây Nguyên thì như thế nào thì anh em có thể liên hệ số điện thoại này nha anh em. Tôi sẽ để trên màn hình nha anh em. Anh em chỉ nhìn chỗ bên dưới màn hình nó sẽ có số điện thoại anh em liên hệ nha anh em. Đặt hàng. Đây là nhà tự làm luôn này, doanh nghiệp này. Trần Văn Tinh là chủ của sản xuất, chủ công ty sản xuất đây. Đây là gọi là doanh nghiệp chứ không? Kinh doanh. Hộ thu mình là nhà mà. Có hai vợ chồng làm mà. Cho nên là mình tự rang, tự sang, tự đóng gói hết. Không có phải là ai vô mình cũng soát được. Cho nên là cái hạt cà phê nó còn chất lượng hơn là mình làm cơ sở chứ đúng không? Không, mình làm an toàn mà. Rồi, bây giờ mình uống được rồi đó. Sáng giờ chủ uống tao uống một xì luôn. Cho là anh 2 ly cho anh xì. Anh 1 ly nhưng mà anh hút dép. Nó đã, chùa anh khen rồi quá, uống cà phê hút dép đã. Đồn á, sao không biết chứ mà tôi thấy cái cà phê này nó thơm, nó lạ lạ sao á. Nó hương tự nhiên á. À, tự nhiên. Tự không nhiên có 100% mình không có tâm trọng ơi, cũng không có cái tạo mùi hay là tạo màu, tạo gì. Mình là cứ rang lên xong rồi cứ tẩm bơi với muối gì đó rồi xong là bỏ vô máy xay là đóng bì thôi, chứ không có chất bảo quản, không có độ nành bắt có cái gì hết, nguyên chất 100%. Nói chung mình làm mình cái tập. Vậy là mình dừng đây, dừng cái clip tại đây.